Mấy cái loại âm thanh này thì nó bắt nguồn từ đâu ta? Có cây thì đắng, có cây thì không đắng, có cây thì nó tiếng nó vang hơn. Vậy âm thanh núi nó bắt đầu từ đâu nhỉ? Thì chủ đề ngày hôm nay chính là âm thanh vợt bắt đầu từ đâu, do khung vợt hay là do lưới vợt, mà mọi người cùng xem hết video này nha. Ok, let's go. Chủ đề chúng ta bây giờ là âm thanh vợt bắt nguồn từ đâu. Let's go. Hi mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Huy Mai. Còn hôm nay thì clip này sẽ là nằm trong những clip mà Huy đã dự án từ cái lúc mà Huy lên lên dự án, suy nghĩ ý tưởng từ cái lúc cái điện thoại của Huy đi sửa chưa có quay được. Thì rất là trùng hợp thì có một bạn hỏi Huy, đó là một bạn tên là Gia Bảo, những tin bình luận cho Huy ha. Thì bạn ấy có đang cái loại lưới BG65 Titanium bên shop của mình luôn, và cái vợt của bạn ấy mua là dòng IC giá rẻ nhất là 5 U. Thì bạn ấy mới cho Huy nghe cái âm thanh, thì Huy sẽ để ra cho mọi người nghe nha. Đó, mọi người nghe cái âm thanh nó bị tụt, nó không khác gì là âm thanh lưới của một loại lưới giá rẻ nhưng mà đang tầm 9 kg, 9,5 kg hoặc là 8,9 kg, 8,8 kg thôi. Tiếng rất là tù, nhưng sau khi mọi người xem cái âm thanh của Huy đây, 10,5 kg BG65T nhưng mà lại đanh hơn cái lưới của một bạn này. Thì mọi người đừng có thắc mắc là ủa, tại sao kênh của Huy có người lớn, có học sinh sinh viên, có mấy em nhỏ, mà tại sao đa số toàn mấy em nhỏ hỏi Huy không vậy? Hay kênh này dành những, nhưng mà chắc không phải, kênh này dành cho mọi người. Tại vì nhiều khi họ người lớn họ xem họ biết, nhưng mà mấy bạn học sinh tiểu học đồ họ chưa có biết, thì đâm ra họ mấy bé hay nhắn tin Huy hỏi Huy như thế, chứ không phải là kênh dành ra là để làm cho con nít coi chứ người lớn là mình coi. Các bạn đừng có suy nghĩ vậy nha. Tại vì kênh YouTube mà dành cho mọi người, tại vì chẳng qua là người lớn họ coi nhưng mà họ ít khi nào họ comment, nhưng mà mấy bạn trẻ học sinh sinh viên thì đa số là nhiều thôi. Ok, thì người lớn thì dễ hiểu rồi, nó làm gì nữa đúng không? Thì trong clip này cũng đồng thời Huy lên clip nói về là cái âm thanh lưới bắt nguồn từ đâu, và cũng như là Huy cho mọi người biết cái âm thanh giá rẻ gọi là âm thanh phách của một loại lưới phách á, lưới pha ke á, nó sẽ như thế nào. Ok, nếu mà mọi người xem cái video này đừng quên là like, share, subscribe kênh, nhấn nút đăng ký kênh, nhấn chuông, và cũng như là nếu mà có ai xem được clip này trên TikTok á, thì nhớ bấm follow và tim. Nếu mà các bạn có ý kiến gì thắc mắc á, hãy bình luận nha. Ok, và bây giờ thì bắt đầu thôi, sau cuộc trò là chủ đề chính. Let's go. Ok mọi người, và điều đầu tiên cái chủ đề chính đó là cái âm thanh vợt được xuất phát từ đâu và nó nghe đanh hay không đanh. Thì cái việc mà chúng ta hay đang ký cao để một phần nữa là bây giờ mình sẽ hai đơn chia ra hai video nha. Đang đang ký càng cao cân thì đánh cầu có mạnh hay không thì clip sau mình sẽ làm, còn clip này mình sẽ nói về vấn đề đang càng cao ký thì âm thanh nó sẽ như thế nào, và đang thấp ký và đang âm thanh như thế nào. Tại sao một một dây, ví dụ dây 65T đang một cái vật rẻ tiền thì nó ra một cái âm thanh khác, còn đang trên một cái vợt mắc tiền nó sẽ ra một cái âm thanh khác. Thì vấn đề đây nằm ở chỗ nào? Nó cực kỳ đơn giản, nó là nằm ở phần vật liệu. Cũng giống như là các bạn gõ trống, mua trống phách, thì các bạn khi mà các bạn gõ vô cái phần bề mặt á, thì nó sẽ có một cái độ rung, cái độ vang nó không được hay bằng cái trống thật. Khi mà các bạn mua trống về các bạn đánh thì nó sẽ ra cái âm thanh nó dạng như nó cũng bị ụ lại, nó không có cái âm bass hay cao, có cái âm vang. Khi mà mình mua cái trống, mua trống mà trống chính hãng thì sau đó thì trên đời mà có phát có giả có thật chứ đúng không, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái vật liệu, cái vật liệu chính hãng, thì đâm ra là nó sẽ cho mình cái âm thanh nó sẽ hay hơn ha. Còn cái vật liệu mà không chính hãng, chỉ là giả carbon hoặc là cũng là carbon mà carbon rẻ tiền, thì nó sẽ ra cái âm thanh khác. Chẳng hạn như nói ví dụ như là lúc trước Huy đang cái dây 65 titanium này trên cái cây led 7001 thì nó sẽ không ra cái âm thanh như thế này, nó sẽ ra cái âm thanh khác,
nó sẽ đanh hơn một xíu ha. Còn khi mà Huy đang với cộng dây BG80B này, không phải là cây vợt này mà là một cây vợt đắt tiền hơn, với một cái mức ký là 10,8 kg, dây dọc 11 kg, thì nó sẽ là cái âm thanh khác chứ nó không phải là cái âm thanh này. Tại vì vốn dĩ cái âm thanh lưới nó sẽ phụ thuộc vào lưới rẻ tiền và lưới mắc tiền. Và cái vấn đề thứ nhất Huy nói về cái vấn đề mà lưới rẻ tiền, lưới rẻ tiền thì nó sẽ thường chia ra là thường là lưới VS nè, lưới Victor dạng rẻ tiền có vài chục ngàn có nè, hoặc là cái lưới có đường kính to nhất. Thì các bạn cứ suy nghĩ đơn giản là những loại lưới từ 140 đối với BG65T là giá là bền nhất, mà âm thanh nó hơi nổ xíu so với cái lưới 65 thường, hoặc là lưới VS, hoặc là lưới Ultra Wide, các kiểu. Nói chung những cái loại lưới mà của các hãng giá nó chỉ từ vài chục nghìn, chẳng hạn như lưới N9 của Glendon giá chỉ có 60 nghìn thôi. Hay những loại lưới đường kính càng dày thì khi căng vượt lên nó ra cái âm thanh nó không có được đanh, nó chỉ có nằm ở mức là mình vừa đủ nghe thôi. Còn nếu mà các bạn đa những dòng cước mắc tiền hơn, đường kính cước đó tầm khoảng như là dây BG80B80 thường đổ xuống, dây đó tầm khoảng 0.68 hoặc là 0.66 hoặc 65 66 Ultimax, rồi là Nano C98 hoặc là S-Bone 63, thì những dòng lưới đó nó sẽ cho mình một cái âm thanh khác đối với những dòng lưới chính hãng. Cái âm thanh nó không dựa theo là mỗi một cái mức ký nó sẽ trùng âm thanh, nhưng mà ví dụ các bạn căng 10 ký âm thanh nó sẽ đanh bình thường, đen 10 ký rưỡi, 1 ký, 1 ký rưỡi, thì đó âm thanh nó sẽ cao hơn. Mức ký càng cao thì âm thanh vật nó sẽ càng ok hơn, nó sẽ càng đanh hơn. Nhưng mà quan trọng chính đây là người chơi có phù hợp được cái mức ký đó hay không, chứ không phải là mình căng vật để mình đánh, chứ không phải là mình căng vợt để mình nghe coi cái âm thanh nó có hay như vận động viên không. Nếu mà nó hay hơn vận động viên, cái lưới nó mắc tiền hơn, thì liệu là cái âm thanh đó mình có đánh được với mức ký đó hay không, đó là một chuyện nó rất là quan trọng mọi người. Tại vì thường mọi người chỉ chủ yếu mọi người chỉ nghe mức căng, ồ căng đanh quá chắc đánh hay lắm, dừng ra đánh họ che bỏ tay, là tại vì cái mức ký đó khi mà mọi người đánh, nếu mà các bạn đang lưới trợ lực thì nó cái lực tay nó sẽ không bị dội nhiều. Khi mà bạn đang lưới có mặt lưới cứng, lưới chuyên về tấn công hay là chuyên về đập hay âm thanh, thì nó sẽ mặt lưới hơi cứng một xíu, chẳng hạn như BG80 power, thì các bạn cũng sẽ thấy bị đau tay và cái lực nó dò lại đấy. Còn lưới trợ lực thì nó sẽ không đau tay mấy ha. Bây giờ Huy sẽ nói tới lưới phách. Lưới phách thường các bạn đang á, thì các bạn sẽ không cảm nhận được gì nhiều ngoài cái sự độ bền và cái âm thanh nó tù ra, thì đánh nó rất là lì. Dù bạn có đang 65T hay Nano G98 dần nữa, thì cái cảm giác hàng của hạt thật đánh nó sẽ khác với là hàng phách. Thì cũng như vật thật đánh nó cũng khác giống như vật phách thôi. Không, tuy nhiên lưới nó chỉ có lưới phách, chứ không bao giờ có lưới phát là một loại hay là ba nha. Lưới phát chỉ có một loại. Tuy nhiên vợt thì nó sẽ phát ra loại một. Loại một chơi khá là ngon, gần như cảm nhận 95% vợt real, nó không bao giờ bằng 100% được. Còn có sẽ có những cái loại lưới vợt real 2 phát 2 hay 3 chẳng hạn đó, thì những cái dòng vợt đó không chơi được và chỉ đan được một lần duy nhất thôi. Đấy, phần lưới là Huy đã nói qua nha. Lưới giả thì cho âm thanh khác, tất cả dòng lưới giả luôn đang bao nhiêu ký âm thanh nó vẫn vậy, không bao giờ hay được, trừ khi các bạn đang lưới real hay chính hãng hoặc là nội địa, chắc chắn nó sẽ đanh hơn rất là nhiều, âm thanh cực kỳ hay. Ví dụ 65T hàng công ty hay chính hãng, âm thanh nó đã đanh sẵn rồi, nội địa còn đanh hơn nữa. Hàng nội địa tất nhiên lúc nào nó cũng chơi hàng chính hãng hết một bậc thôi đấy, mọi người lưu ý giúp nha. Còn loại lưới nào đanh nhất, chỉ có dòng lưới có đường kính bé 0.65 cho tới 0.68 là từ cước BG80 trở về cước S-Bone 63, 65 hoặc là 66 Ultimax hoặc là Nano G98 nha mọi người lưu ý thôi nha. Còn tất cả những loại lưới phát thì cái âm thanh nó bạn đang bao nhiêu ký nó vẫn vậy rồi, chả khác gì hết. Ok, tiếp theo tôi sẽ nói về vợt. Tại vì âm thanh vợt nó không chỉ dựa vào lưới mà nó còn dựa vào cái khung vợt. Ok, tiếp theo nha. Ok mọi người, thì nói tới vợt ở đây,
không phải vợt nào khi mà vợt giá rẻ càng xả 6 vô tiền mắc lên nó có đành nhưng mà ít đành hơn, tại vì mọi người cứ biết cứ nhớ cho Huy là mỗi một cái vợt chính hãng giá rẻ, từ giá rẻ cho tới giá cao cấp, thì mỗi một hãng vợt nó sẽ làm riêng một vật liệu carbon. Ví dụ vợt này điểm mạnh là gì, đánh mạnh độ bền thì làm cái vật liệu đó bền, đạt được cái cao, còn cái khung nó căng được bao nhiêu đó dựa vào số ký căng được bao nhiêu đó, còn nó đanh hay không do cái rỗng của carbon đó, dựa cái độ rỗng của khung nó bên trong như thế nào. Tại sao có những cái dòng lưới, tại sao có những dòng vợt cái này như Yonex đi, dòng cao cấp, dòng tua đi, dòng tua hoặc là chót DG, Voltage DG những hệ, tại sao nó hay? Tại vì ở bên trong cái lõi carbon đó nó còn cái lõi vàng, nó chính là lõi solid, cái lõi mà lõi xốp vậy, nó đánh giúp cho cái đầu vợt, cái mặt vợt, cái khung nó chống rung một cách ổn định nhất có thể, rồi nó sẽ làm cho cái âm thanh vợt nó sẽ rất là hay. Cũng nhờ cái lớp lõi đó, nó sẽ chia ra hai tác dụng của bên Yonex, đó là nằm bên trong khung cấu tạo cái dòng Yonex thôi nha, cái dòng vợt từ trung cấp, cận cao cấp cho tới cao cấp thì nó sẽ có lớp lõi solid đó. Và những cái dòng vợt khác không có lõi lớp lõi solid nhưng nó lại cho chúng ta cái âm thanh nó hay hơn. Mọi người mua vợt mắc tiền, mọi người đang những cái dòng lưới mắc tiền, lưới bé, lưới đường kính nhỏ để kiểm soát cầu âm thanh độ nảy, thì cái lưới thì khi mọi người đánh vô cái trái cầu mọi người nghe cái tiếng nổ nó to hơn. Còn những cái dòng vợt nào mà dành cho mấy bạn học sinh sinh viên chơi 5U4U mà giá rẻ chẳng hạn như dòng đi xe, thì những dòng vợt đó, cái khung vợt của nó mọi người, nó sẽ cho chúng ta cái âm thanh khác, cùng một loại lưới, cùng một mức ký nhưng mà không phải khung vợt nào cũng cho cái âm thanh tương tự mà nó lại sẽ cho khác. Cho nên mọi người lưu ý với mình nha, đừng ảo tưởng là mình mua dòng vợt VS mình căng 11 kg về 66 vô thì mắc, nó sẽ đanh, nó sẽ vàng hơn, có đanh có vàng nhưng mà nó sẽ không đanh bạc bằng những dòng vợt cao cấp. Khi mọi người căng càng cao ký trên những dòng vợt giá rẻ, mọi người sẽ chơi càng dễ, nhưng thực chất là không, vợt đó rẻ tiền, phù hợp với mình chơi, thân dẻo đầm đầu, phù hợp với công thủ mình chơi với lực tay trung bình, nhưng cái lực, cái mức căng ký của các bạn á, mà 11, 12 kg, 11,5 kg là cái mức ký đó chỉ dành cho, thích hợp cho mấy bạn nào chơi bán chuyên 1, 2 năm trở lên hoặc 3 năm thôi. Còn không phải vợt giá rẻ nào cũng phù hợp cho người mới chơi, cũng mua đúng vợt nhưng mà đang không đúng số ký, coi như các bạn cũng không bao giờ đánh được. Cái này là sự thật nha mọi người, chứ không phải là Huy nói gì cho các bạn kiểu như, ôi không lẽ mình đang thấp, mình cũng đang giống idol. Nếu mà mình thật sự muốn đua theo idol thì mình cứ đánh, mình cứ tập hay cho bản thân mình trước đã, tại vì người ta đánh chuyên sâu, còn mình là phong trào làm sao mình đua theo được. Với lại một phần nữa là người ta có tập bài bản kỹ thuật, mình đâu có tập gì đâu, người ta có tập tạ, tập gym để người ta bổ trợ lực, mình đâu có tập gì đâu. Tại sao mình phải tự hỏi tại sao là vận động viên họ lại căng, mức căng 15, 16, 17 cân, thậm chí 14 cân mấy của Victor Axelsen, là các bạn phải hiểu là họ là vận động viên thi đấu cho thế giới quốc tế, thì họ tập luyện rất là nhiều, cũng như cái vợt của họ được sản xuất riêng tại Đài Loan, ấy sản xuất riêng ở Nhật Bản, nhưng mà sẽ có nhà máy riêng sản xuất vợt cho vận động viên chơi chơi trên sân cầu. Tại sao Victor Axelsen chơi dòng vợt 3U hay là 2U gì đó, một trong những của Nike, và mọi người trên thị trường phong trào nó chỉ căng được 29 bao, là tương đương với 13 kg, 12 kg mấy, 13 kg thôi, mà tại sao Victor Axelsen cao được 14 kg? Tại vì vợt của vận động viên nó khác, chứ không phải là các bạn nhỏ lúc nào cũng đẹp đủ theo trend hay idol. Cũng giống như Huy vào đó tập gym, Huy muốn đủ theo Lý Đức, Huy đủ đâu có được, tại vì cái mức tạ của họ tập là họ thi đấu, còn cái mức tạ mình tập là mình tập cho sức khỏe, mình rèn luyện thể chất, mình rèn luyện cơ thể của mình cứng rắn khỏe mạnh, chơi thể thao cho nó linh hoạt, cũng như rèn luyện được cái sức khỏe của mình, cái đam mê của mình, cái ý chí của mình, thể chất của mình ấy, chứ mình không thể nào mình đua hay vận động viên được. Cái này là mình nói để cho các bạn học sinh sinh viên rút kinh nghiệm ha, tại vì Huy cũng biết là hồi đó Huy cũng giống các bạn, nhưng mà Huy suy nghĩ lại bây giờ mình cao, mức cao ký gì mình đánh được hay không, lỡ đánh được cắt tốn tiền lắm đấy. Cho nên mọi người lưu ý giúp Huy nha, thì clip sau Huy sẽ chia sẻ thêm cho mọi người, thì bây giờ cũng quen rồi. Nếu mà các bạn xem video này, thích video này, đừng quên là like, share, subscribe kênh, và cũng như là xem trên TikTok, thì các bạn nhấn vô cộng phía đây để follow Huy, và cũng như là bấm tim nếu mà các bạn có ý kiến gì thắc mắc thì bình luận nhé. Ok, và bây giờ thì bye bye. Dạo này Huy không có rành về vợt Victor, cho nên là mọi người hỏi về vợt Victor khá là nhiều, cho nên Huy không chơi nhiều, không biết. Vì chỉ VS, Lenin với Jones thôi.
hoặc là Ise. Vì nói chung là Mizuno cũng có chơi nữa. Nói chung mới cảm mới cầm nghe cảm nhận được cái vợt nào sẽ quay lên cho mình xem. Và bây giờ thì bye bye, chúc mọi người một buổi tối good night, bye bye.